Kế tiếp, kính mời quý vị theo dõi bản tin từ Thụy Sĩ với Võ Thành Nhân. Kính chào quý vị, đây là buổi thực tập e-reporter của đài SBTN. Hôm nay chúng tôi ở Kansakone tại Geneva, Thụy Sĩ, trước đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam. Chúng tôi sẽ có buổi tiếp xúc với ông Nguyễn Tăng Lũy để nói về lịch sử của tượng đài này. Xin ông cho biết lịch sử sự hình thành bia tưởng niệm thuyền nhân. Dạ, thưa chị Vân, thưa quý thính giả, đài thuyền nhân thì tụi này có cái ý với một số người bạn Thụy Sĩ lập cái bia đá thuyền nhân này cái lúc mà năm 2004. Tụi này được tin tức là các bia đá của những thuyền nhân chúng ta ở các đảo Pulau Bidong bị cộng sản phá hủy, bởi chúng tôi đã thành lập một cái ủy ban với là một nhóm người Thụy Sĩ để mà thực hiện được cái bia đá năm 2006. Xin ông cho biết vai trò của cô Duy Nam trong việc hình thành đài tưởng niệm này. Dạ, như chúng tôi có nói hồi nãy là với là một số người bạn Thụy Sĩ, chúng tôi có thành lập ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam cô Duy Nam, và chính nhờ những người bạn Thụy Sĩ này trong các giới chính trị tại Geneva mà chúng tôi đã hình thức được tất cả những cái thủ tục giấy tờ xin đất thành lập cái bia đá này là nhờ những người bạn Thụy Sĩ trong ủy ban Cô Duy Nam. Xin nhắc lại là ủy ban Cô Duy Nam đã được thành lập cách đây 23 năm, năm 1990, và chúng tôi rất hãnh diện là trong vòng 23 năm nay chúng tôi luôn luôn được sự hỗ trợ của các người bạn Thụy Sĩ đó. Bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được thiết kế theo hình thức sau đây. Ở dưới cái nền của bia tưởng niệm là hình như là cái thuyền, rồi tấm bia đó làm bằng đá đen với hình cánh buồm. Và từ cái bia đó, nếu mà mình nhìn về hướng cái lâu đài Kansakone đó, thì mình cũng tưởng tượng ngay đó là hướng về nước Việt Nam. Và dưới cái bia đá đen có một nắm đất được đem từ Việt Nam sang, để như là chúng ta nhớ tới mình là người từ gốc Việt Nam, và đồng thời cũng có một lá cờ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ được chôn ở dưới tấm bia đó. Khắp nơi trên thế giới, mọi người Việt Nam tị nạn đều muốn thành lập một cái đài tưởng niệm. Và đó là niềm hãnh diện của tất cả chúng ta, những người tị nạn. Tại Geneva bây giờ cũng có một đài tưởng niệm, thì xin ông cho biết sự hãnh diện của người Việt Nam tại đây như thế nào? Cái niềm hãnh diện lớn nhất, theo tôi nghĩ, của cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ và tại Geneva là cái đài bia đá này, là cái bia đá đầu tiên trên thế giới sau cái bia đá Pulau Bidong bị phá. Thì chúng tôi được biết là lúc mà tụi này, chúng tôi đã lập được cái bia đá này năm 2006, thì sau đó có bia đá tại Bỉ 2 năm sau, và có 2 bia đá thêm ở bên nước Đức. Và sau đó thì chúng tôi cũng được biết là trên thế giới, nơi nào mà có cộng đồng người Việt chúng ta thì đều cố gắng thành lập cái bia đá đó. Thì chúng tôi có thể nói là cộng đồng người Việt tại Thụy Geneva coi như là một cái đầu cầu làm được cái chuyện này, thì chúng tôi rất là lấy là niềm hãnh diện đối với chúng tôi. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn đến thăm đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam ở tại Geneva thì có 2 cách đi. Thứ nhất, nếu đi từ phi trường thì lấy xe buýt số 5 hướng Hôpital, tức là hospital, xuống trạm Place Carantec. Và nếu đi từ nhà ga ở trung tâm Geneva thì cũng lấy xe số 5 nhưng mà hướng airport xuống Place Carantec. Tượng đài nằm ở trong công viên tên là Parc du Château, ở ngay trước lâu đài tên là Château du Kansakone. Quý vị, vừa rồi là buổi tiếp xúc với ông Nguyễn Tăng Lũy, Tổng Thư ký của Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cô Duy Nam tại Geneva.
bài tường thuật của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.